Tổ điều tra tội phạm thương nghiệp đã điều tra một công ty thương mại có tên là Thương mại Liệt Hộ. Họ phát hiện công ty này có dính líu tới vụ án mà chúng ta đang điều tra. Thương mại Liệt Hộ chính là công ty con mà Hồ Chí Văn cũng có phần rửa tiền. Liệt Hộ là một công ty nước ngoài, nên trước giờ vẫn không điều tra được người đứng sau đăng ký công ty là ai. Họ điều tra ông chủ đó tên là La Thế Cửu, biệt danh tên là Chó Con, là đàn em của Chim Ưng, nên họ cho chúng ta tìm coi có chút manh mối gì không. Hồng Thái có nhiều mối làm ăn không chính quy, nên họ tìm Chí Văn rửa tiền giùm cũng là chuyện bình thường. Biết vậy nhưng không thể chứng minh được số tiền có được từ việc bán chất cấm. Tôi đã coi sổ sách của Hồng Thái rồi. Họ kinh doanh mấy thứ như quán bar, địa điểm cờ bạc. Cho dù cộng lại hết với giao dịch chính quy và không chính mà họ đã làm, cũng không bằng 1/4 số tiền họ đã rửa. Cô nghĩ 3/4 số tiền còn lại đến từ đâu chứ? Thì ra có người đang trốn ở đây làm biếng. Không cần làm hả? Hút điếu thuốc thôi, có cần cô cho phép không? Sao vậy? Không gặp Mon mấy ngày, trong lòng thấy nôn nao hả? Phải rồi. Cổ sao rồi? Vẫn khỏe chứ? Sao anh không tự gọi điện đi? Tôi gọi rồi. Chị Salad nói cổ buồn ngủ nên đi ngủ rồi. Không lẽ gọi hoài sao? Người chết là bạn trai cũ, cổ đau buồn là chuyện bình thường thôi. Rồi bị cảnh sát bắt về tra hỏi. Đổi ngược là anh cũng đâu có tâm trạng cười. Mong là cảnh sát sớm tìm ra hung thủ thật sự, để tên Dave kia có chết cũng biết mình chết vì tội gì. Anh ghét tên Dave kia lắm mà. Ghét chứ, tôi còn muốn đánh hắn một trận nữa. Tính ra hắn với Mon chỉ xung đột trong chuyện tình cảm thôi, chứ đâu có giết người phóng hỏa, đâu cần thiết phải lấy mạng hắn. Nè, chúng ta uống gì chuyện sớm sẽ tìm ra hung thủ. Chứ theo anh, ai sẽ là hung thủ? Cả đám chị em đều nói là xôi gà làm. Không phải chứ, ổng nhát như thổ đế vậy. Ổng chỉ có thể ăn hiếp cô Nhi quả phụ như má con khê khê thì được. Ổng mà dám giết người tôi cắt luôn. Nè, con người của xôi gà rất tham tiền, ai mà biết được ổng có nổi máu nghèo lên rồi chuyện gì cũng làm. Có tiền gì mà để cho ổng tham chứ? Anh là người của Hồng Thái, anh không biết sao? Nè, tôi không biết thiệt đó. Tôi cũng coi báo mới biết thôi. Tôi nhớ báo ghi là Dave đã giúp bọn người xấu rửa tiền và có dính líu tới công ty ngoại biên gì đó. Hình như ông chủ đứng tên công ty tên là Chó Con. Chó Con? Anh quen cậu ta? Chim Ưng có một đàn em cũng tên là Chó Con. Vậy có dính líu tới Hồng Thái rồi. Còn nói là Hồng Thái không làm mấy chuyện đó. Lẽ nào thằng quỷ Chim Ưng đã phản bội Hồng Thái buôn bán ma túy? Đừng để tôi tìm được chứng cứ, nếu không hắn sẽ chết chắc. Nè, uống rượu đi. Bộ cô không cần làm sao? Cũng phải nha, bị anh làm biếng theo. Tôi đi làm việc đây. Ngưu à, giúp tôi làm vụ này. Chơi cả buổi cũng không thắng được bàn nào hết. Lần tới phải xử đẹp bọn họ. Ngưu, anh bị điên rồi hả? Nếu như để cho Nương biết chuyện, anh chết 10 lần cũng không xong đó. Anh Chí Phi, chuyện gì đấy hả? Nếu để cho Nương biết chuyện, con chừng không có đường trốn đó. Cháu con, tôi hỏi cậu chuyện này. Tên Đề đó có phải do Chim Mừng giết không? Muốn lấy tình của tôi hả? Tôi không biết gì hết. Biết chắc là cậu sẽ nói vậy mà.
Nè, mấy người muốn làm gì vậy? Nè, tôi hỏi cậu thêm lần nữa, nghe cho rõ đi. Có phải chim ưng đại ca của cậu đã giết không? Tôi không biết gì hết anh Chí Phi. Ngư, làm việc. Dạ rõ. Dừng lại, chết người đó, đừng mà, dừng lại, chết người đó, dừng lại, chết người đó, mấy người điên rồi, sẽ chết người đó, đừng mà, anh Chí Phi, đừng mà. Đúng vậy, sẽ chết người đó, chết rất nhanh luôn. Ngưu à, nhắc tiếp theo cứa vào cổ đi. Tôi nghe thấy chưa? Tôi sẽ nói. Nói mau. Là anh Nương đã giết chết hắn. Đều nói chính mắt tôi nhìn thấy. Tại sao chim ưng giết người? Hắn giúp Hồng Thái rửa tiền. Rửa tiền gì? Tôi thật sự không biết gì nhiều đâu anh Chí Phi à. Tôi cầu xin anh mà anh cầm máu cho tôi trước đi. Cậu đứng tên công ty đó mà không biết gì sao? Tôi chỉ là bù nhìn thôi. Toàn bộ đều do anh Nương quản lý hết rồi, không liên quan tới tôi đâu. Tôi cầu xin anh mà, anh cầm máu cho tôi trước đi. Xin thả tôi ra đi, cầm máu cho tôi trước đi. Anh lừa tôi hả? Giao giả thôi thằng khờ. Sửa đặt thôi thằng ngu. Mấy người làm vậy là giết tôi rồi. Nếu như cậu muốn chết, lập tức tiễn cậu lên đường ngay. Nhưng nếu cậu chịu đứng trước mặt Bắc Đồ và mọi người khai ra đại ca cậu, thì Chí Phi này sẽ bảo kê cậu. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Thả tôi ra trước đi anh Chí Phi. Cứ suy nghĩ trước đi. Anh Phi à, quay đã.